Các bạn thân mến, trong 21 năm từ 1954 đến 1975, người Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam để thực hiện cái việc mà họ gọi là ngăn chặn làn sóng cộng sản. Trong 21 năm ấy, họ mang danh nghĩa đồng minh của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Nhưng với những gì mà họ đã nghĩ về và đối xử với chế độ Việt Nam Cộng hòa, hai chữ đồng minh thật hết sức nực cười. Trong chương trình hôm nay, tôi xin trình bày với quý vị và các bạn một vài sự kiện về những cách nhìn nhận và ứng xử của Mỹ với chế độ Việt Nam Cộng hòa. Trước hết, chúng ta hãy xem xét các tổng thống Mỹ nghĩ gì về cái gọi là Việt Nam Cộng hòa. Robert McNamara trong hồi ký Nhìn lại quá khứ, tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam cho biết. Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1956, tổng thống Mỹ Kennedy tuyên bố: Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam nhỏ bé thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó chúng ta là chủ tọa khi nó ra đời chúng ta viện trợ để nó sống chúng ta giúp định hình tương lai của nó đó là con đẻ của chúng ta chúng ta không thể bỏ rơi nó chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó lời tuyên bố của kennedy làm nổi bật lên ba điều thứ nhất nó khẳng định việt nam cộng hòa là sản phẩm do mỹ nặn ra không thể chối cãi được thứ hai là chế độ ấy phụ thuộc hoàn toàn vào bầu sữa của mỹ nếu không có viện trợ mỹ nó sẽ chết yểu thứ ba là mỹ là kẻ quyết định tương lai của việt nam cộng hòa chứ không phải là dân chủ tự do như cái danh hiệu của mỹ nêu ra ba đặc điểm này tồn tại xuyên suốt thời kỳ tồn tại của chế độ việt nam cộng hòa ở đặc điểm thứ nhất chúng ta thấy rõ các chính quyền từ ngô đình diệm nguyễn khánh phan huy quát phan khắc sửu cho đến nguyễn văn thiệu lên hay xuống đều là quyết định của Mỹ và được thực hiện bởi các phe nhóm chính trị quân sự bản địa mà Mỹ đã đồng thời nuôi nấng trong nhiều năm. Đặc điểm thứ hai là phụ thuộc viện trợ Mỹ thì ta đã thấy rõ ở hai lần. Lần một là khi sắp hạ bị anh em Ngô Đình Diệm, Mỹ cắt giảm viện trợ để gây sức ép và làm suy yếu quyền lực của anh em ông Diệm. Việc Mỹ cắt giảm viện trợ khiến cho anh em Diệm nhu lao đao đến nỗi ông Ngô Đình Nhu phải dùng tiền buôn ma túy để duy trì bộ máy mật vụ tình báo. Lần hai là giai đoạn 1974-1975. Việc Mỹ giảm viện trợ cộng với việc Mỹ rút hết quân ra khỏi miền Nam đã đưa đến sự sụp đổ chóng vánh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ở đặc điểm thứ ba, chúng ta thấy rõ qua mấy sự kiện. Thứ nhất là từ 1954 đến 1956, nhân dân cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đều mong muốn có tổng tuyển cử thống nhất đất nước như tinh thần hiệp định Geneva. Nhưng Mỹ đã hậu thuẫn cho chính quyền Ngô Đình Diệm đơn phương phá bỏ hiệp định. Việc phá bỏ hiệp định ngăn cản Việt Nam thống nhất chỉ là ý chí của Mỹ và đi ngược lại ý chí của đa số nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm này, ý chí của Mỹ đang trùng khớp ý chí của những giới chóp bu chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng đến sau thất bại trong chiến dịch Lai II, 2, ý chí tiếp tục chiến tranh của Mỹ hoàn toàn bị đánh tan. Lúc này, Mỹ muốn ký hiệp định để rút quân và lấy tù binh chiến tranh về, còn giới chấp bu Việt Nam Cộng hòa thì không muốn ký hiệp định, bởi vì trong hiệp định có điều khoản là quân Mỹ rút mà quân đội nhân dân Việt Nam không rút khỏi miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu biết rằng ký hiệp định tức là sẽ tự sát nên không muốn ký. Nhưng lúc này Mỹ đã quyết rút đi. Tổng thống Nixon và ngoại trưởng Henry Kissinger đã làm nhiều áp lực để ép Nguyễn Văn Thiệu phải ký. Áp lực đỉnh điểm là lá thư ngày 14 tháng 1 năm 1973. Nixon dọa sẽ đảo chính lật đổ Thiệu. Thư của Nixon viết Tôi nhất quyết cho phê chuẩn bản hiệp định vào ngày 23 tháng 1 và sẽ ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc vãn hồi hòa bình tại Việt Nam kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế ngay lập tức mà dù có sự thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài cũng không thể cứu vãn được trong cuốn sách khi đồng minh tháo chạy ông nguyễn tiến hưng một cựu phụ tá của nguyễn văn thiệu nói rằng trong từ điển chính trị của nam việt nam và mỹ cụm từ thay đổi nhân sự là một cách nói giảm nhẹ của đảo chính trong vai trò kẻ chi tiền để nhào nặn chế độ tay sai chính quyền Mỹ coi Việt Nam Cộng Hòa là đứa con cần nuôi nấng và dạy dỗ. Còn một số học giả Mỹ lại có cái nhìn thực tế hơn về vị trí của chế độ này. Năm 1972, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ quyết định tổ chức một cuộc điều trần về chiến tranh Việt Nam suốt 3 ngày, từ mùng 9 đến 11 tháng 5 năm 1972. Ủy ban này đã mời bốn học giả có tên tuổi trong phong trào phản chiến để báo cáo góp ý kiến cho Thượng viện Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong bốn vị học giả đó Có ông Chomsky Là giáo sư ngôn ngữ học của học viện MIT Ông Chomsky đã phát biểu đánh giá Về chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rằng Chính phủ Nam Việt Nam Đã trở thành nơi ẩm nất Của những người Việt Nam từng đi theo Pháp Trong cuộc chiến đấu chống lại nền độc lập của đất nước họ Chính phủ Nam Việt Nam Không có cơ sở thành trì trong nhân dân Nó đi theo hướng bóc lột dân chúng nông thôn và tầng lớp dưới ở thành thị. Trên thực tế, nó là sự tiếp tục chế độ thuộc địa của Pháp Lời đánh giá của ông Chomsky là rất chính xác về nguồn gốc xuất thân cơ bản của đa số những người gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây, tôi xin nói thêm về nguồn gốc xuất thân của đa số những người trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta biết rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vốn dĩ ban đầu là chính quyền quốc gia Việt Nam do thực dân Pháp nặn ra và cuối thập niên 1940. Lúc bấy giờ là sau chiến dịch tấn công lên Việt Bắc, Pháp bị thất bại, không đạt được mục tiêu trục bắt đầu não kháng chiến của Việt Minh lại còn bị Việt Minh phục kích đánh cho liền xiềng ở nhiều nơi. Chính sau thất bại này, Pháp nhận ra chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đã thất bại. Không thể đánh nhanh thắng nhanh thì phải chuyển sang đánh lâu dài. Để đánh lâu dài thì Pháp buộc phải lập ra một chính quyền bù nhìn để tổ chức bộ máy cai trị ở những vùng đã chiếm đóng được. Có lập được chính quyền bù nhìn đó, Pháp mới có phương tiện để kìm kẹp nhân dân, vơ vét nhân lực vật lực, phục vụ nỗ lực chiến tranh tại chỗ. Thực dân Pháp gọi cái này là dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đó là con đường tất yếu của bất kỳ một cuộc chiến tranh xâm lược nào. Sau khi cân nhắc nhiều gương mặt, cuối cùng Pháp vận động Bảo Đại ra làm quốc trưởng của chính phủ Bù nhìn này và Bảo Đại đã đồng ý. Chính quyền quốc gia Việt Nam khi đó thu hút vào nó chủ yếu là những thành phần địa chủ tư bản quan lại phong kiến cũ vốn đã làm tay sai cho thực dân Pháp từ trước 1945 hoặc là những thành phần có mối quan hệ gắn bó lợi ích với thực dân Pháp nên chống đối phong trào kháng chiến giành độc lập dân tộc của Việt Minh. Đến 1954, sau Hiệp định Geneva, dưới áp lực của Mỹ, Pháp phải ép bảo đại cho Ngô Đình Diệm thay thế Hoàng thân Biểu Lộc làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Hơn một năm sau, vào tháng 10 năm 1955, nhờ tiền bạc và mưu mô của lực lượng CIA tại Sài Gòn mà đứng đầu là đại tá Edward Lansdale, Diệm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý gian lận để phê chuất bảo đại và lên làm tổng thống. Cũng từ đây, chính phủ quốc gia Việt Nam đổi tên thành Việt Nam Cộng hòa. Chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn là kế thừa từ chính quyền bù nhìn quốc gia Việt Nam. Nòng cốt của nó vẫn là những thành phần có nguồn gốc địa chủ quan lại tư sản vì từng làm tay sai hay có gắn bó quyền lợi với Pháp, cho nên nay lại phải tiếp tục bám lấy Mỹ, chống lại phong trào độc lập dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những mẫu chuyện để cho thấy cách chính quyền và các quan chức học giả mỹ nhìn về chế độ việt nam cộng hòa còn những người trong cuộc tức là những người từng ở trong chính quyền việt nam cộng hòa họ đánh giá như thế nào về vị thế của họ trước người mỹ ngoại trừ những người thuộc thành phần cực đoan hoặc chống cộng để kiếm sống vẫn coi việc mỹ xâm lược việt nam là để đem tự do dân chủ cho người việt thì nhiều người đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật chẳng hạn ông nguyễn văn ngân nguyên trợ lý đặc biệt của nguyễn văn thiệu nhận xét người mỹ đến việt nam không vì quyền lợi của người việt nam mà vì quyền lợi người mỹ nền dân chủ mà người mỹ tán dương khi can thiệp vào việt nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của mỹ một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia đề trị thiết lập đạo quân thứ năm khuyên khích tình trạng vô chính phủ nội loạn để dễ bể khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ thưa quý vị và các bạn tôi nói lại với quý vị và các bạn những điều này không phải là hành động nhằm bốc mộ cái thây ma việt nam cộng hòa lên để khen chê tôi nói điều này trên tinh thần bài học lịch sử cần được nhắc lại để các thế hệ người việt nam đừng bao giờ quên lời cụ phan châu trinh rằng bất vọng ngoại vọng ngoại giả ngu có nghĩa là đừng trông chờ nước ngoài trông chờ nước ngoài là ngu ngốc hôm nay trong tình hình phức tạp của thế sự không ít người lại có suy nghĩ dựa dẫm vào một nước này để chống một nước khác. Nếu có ý nghĩ như thế thì trước hết cần soi vào cái gương Việt Nam Cộng hòa xem khi là một kẻ phụ thuộc thì nó bị quay rẻ rúng đến mức nào. Độc lập tức là không dựa dẫm, không ý lại vào người khác. Một đất nước cho đến từng cá nhân hễ phải dựa dẫm phụ thuộc vào người khác thì sẽ bị chi phối về chính sách và dần dần sẽ mất độc lập. Đó là chưa kể nguy cơ bị trở thành con bài mặc cả trong trò chơi của các nước lớn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại